ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Off, bước nhảy ngàn cân. Và bây giờ thí sinh còn lại chỉ có hai người mà thôi. Ai sẽ bước ra đây? Và người bước ra đây đó chính là anh Khoa. Mình cảm thấy rất là hoang mang vì có một câu chuyện thế này. Cái ngày nhận thử thách á thì mình đã ngủ rất là ly bì, mà ngày hôm đó lại là cái ngày mà thầy John cho thử thách. Mình lại không dậy ngay thời điểm quan trọng đó. Mãi tới khi mà mình thức dậy, mình nhìn vào đồng hồ thì mình đã trễ giờ đến phòng tập. Thì John đã có những lời trách nhẹ đối với mình, tại sao lại ngủ nhiều đến như vậy. Mình cảm thấy cũng hơi quê mà cũng có thấy cũng hơi áy náy. Tuần này với chủ đề là rock and roll, chị Ốc Thanh Vân đã chọn thể loại là cha và trẻ trai. Thì đây là một bộ môn cực kỳ mới đối với mình. Nó sử dụng lực chân rất nhiều, chân như hai cái lò xo vậy, nên là rất khó khăn cho mình di chuyển. Trong bài này mình còn phải nhảy để đậu cụ. Mình rất là hoang mang, mình rất sợ là tuần này mình sẽ không nhớ được bài. Khó khăn lại vậy, nhưng mình cũng có an ủi được vài phần. Bác sĩ dinh dưỡng đã nói là mình từ bé phì loại 2 đã giảm xuống còn bé phì loại 1. Ba ơi, con đã giảm được rất là nhiều ký, con chỉ cần tập luyện cố gắng hơn. Đây cũng là một tin mừng mà con muốn gửi đến cho cha. Cha hãy theo dõi con thường xuyên để cho coi con cha thay đổi như thế nào nhé. I'm gonna tell all Mary about Uncle John. He sings to the blues, but he has a lot of fun, oh baby. She's a lion tall, oh baby. Yeah, baby. Ooh, oh baby. Having myself a night. Yeah. Well, long tall Sally, she's a little fishy guy. Everything that I could show me, oh baby. Gặp dịp thấy là phong độ của anh Khoa rất là ổn định, bài nhảy nào cũng có một màu sắc riêng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo. Cái khách sử dụng cái đầu cụ và cái bất ngờ với cái đèn đó, nó rất là giải trí và nó giúp cái bài của mình thú vị hơn. Đối với anh, cái bài này nó gì? Có wow không? Nó chưa là cái wow. Nhưng tại cái động tác này, cái động tác của hai bạn nó nhanh, nhưng tại có thể cái trình độ của cái động tác của mình ở đây cao lắm, nhưng mà cái nhạc nó ở đây thì lúc đó mình cần cái động tác nhanh hơn nhiều. Mà nếu mà làm như vậy thì nó rất là khó. Thì cái sự thông minh của Huỳnh Mến lúc biên đạo cái bài này thì nó cũng có cái cảm giác nhanh, nhưng mà đối với mình thì mình chỉ cần nó nhanh hơn. Mà hỏi như vậy thì hỏi một đang hỏi một cái mong muốn rất là cao. Vâng, một bài thi rất là màu sắc. Tôi thấy anh Khoa, em gần như là không còn một cái người nam béo phì nữa. Theo anh là không phải như vậy. Chiều cao em có, rồi xuống cân em cũng có. Mọi thứ đang rất là ổn và rất chuẩn. Cái cách nhảy xuất tê rất là khó. Tôi đi học khiêu vũ, trong cái cách này là cách nhảy khó nhất. Khi mà nhịp nó gấp đôi tất cả mọi thứ hết, chứ không phải là đơn giản là bước tới 1, 2, 3, 4 là xoay. No, nó phải gấp đôi hết. Ốc Thanh Vân, dù là đúng đầu ốc bị sai một chút, sau đó thì các bạn làm rất là tốt luôn. Và nó đẩy người ta đi theo cao trào. Dĩ nhiên là vào phút này là các bạn đang ở trong cái tình trạng nguy hiểm nhất. Nhưng mọi thứ đều không có vấn đề gì hết. Thì các bạn đã diễn cảm hết mình và thi một bài thi rất là tốt như vậy. Chúc mừng hai bạn nhé. Xin mời giám khảo Hoài Linh.
Cái điều tôi muốn nhận xét ở đây là về cái vấn đề kịch một chút ở trong cái bài dựng này. Trước mắt tôi là một anh thợ điện và Vân là một cô chủ nhà. Huỳnh Mến đã dựng một cái bài dựng rất là dễ thương và duyên dáng. Chỉ có một cái đoạn ở chỗ kia là hai bạn hơi chệch nhịp nhau một chút. Chỉ có một chút đó thôi. Và các bạn làm rất đẹp những cái đoạn sau này. Kể cả bưng bê dùng cái đạo cụ, tôi rất cảm thấy rất là hay. Và khi mà cái đèn bật lên đó, đó thấy hai người rạng rỡ vui vẻ đó, tôi thấy thích. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn bà giám khảo. Đối với vòng nguy hiểm thì các bạn sẽ không được nhận ngay số điểm của mình từ bà giám khảo. Cho nên bây giờ hãy khám phá một nửa số điểm của bạn ở chiếc cân phía trước. Cân nặng cũ 92 cân. Cân nặng tuần này 90,7 cân, giảm 1,3 cân, tương đương 1,4%. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những ngày đầu Khoa đã đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Một sự khác biệt hoàn toàn chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là hiện tại là đẹp trai hơn hẳn và gọn gàng hơn hẳn. Có thể là xong chương trình này Khoa sẽ thành một hot boy.